10 năm tư vấn có người chị ở đây, thành ra tôi vừa nghỉ hưu mà vừa một tuần thì cháu mua vé bay cho tôi xuống đây liền. Thì nhân dịp này thì có thầy tới, thành ra cháu đăng ký cho tôi vô đây đồng đi học. Nhưng mà hôm qua tôi là người đã mắc ngủ nhiều năm lắm rồi, thành ra hôm qua tôi đã nghe thầy giảng, thành ra tôi đã mua cục đá đó về. Nhưng hồi tối tôi thì cũng mua nó vô mang đầu quay, tại vì mang đầu quay ở đây tôi không biết là nó 1000 watt hay là 800, nhưng mà thầy nói là 800 watt. Đúng rồi. Thành ra cái mang quay đó tôi vừa thao chỉ có 2 cuốc rưỡi thôi. Yeah. Cục đá bỏ vô 2 cuốc rưỡi rồi tôi tắt. Khi tôi tắt xong rồi tôi đợi 5 phút sau rồi tôi mới cho quay tiếp 2 cuốc rưỡi nữa. Rồi tôi đem vô, rồi lúc đó 9 giờ tôi vô phòng tôi ngủ. Tôi nằm tại vì ngủ còn đem ngủ không được. Rồi tôi nghe thầy giảng, thành ra tôi lấy cục đá đó. Tôi quay xong rồi tôi vô tôi đắp. Mà khi tôi đắp rồi tôi không biết tôi ngủ hồi nào. Nhưng mà sáng thì cũng thức sớm, nhưng tại vì cái giờ giấc của tôi quen rồi. Nhưng mà đầu hôm vô thì tôi đắp cục đá đó, thì tôi thấy rằng tôi vô tôi ngủ hồi nào tôi cũng không hay nữa. Cảm ơn cục đá. Dạ, tôi cảm ơn tất cả những anh em ở đây đã phụ giúp cho trong mùa này. Và tôi cũng xin cảm ơn cho thầy Nguyễn Nghiêm ở đây. Và tôi xin một lần xin thân thành cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn. Thí dụ 10 năm không? Dạ, tại vì tôi đi làm á, thành ra đi làm một ngày tôi làm 15, 17 tiếng tôi đứng. Ok. Dạ. Từ 6 giờ sáng tôi đứng thì tới 11 giờ đêm. Dạ, à. Rồi khi mà tôi đứng rồi mà tôi ngồi xuống là phải có người kéo tôi lên, tôi đứng không được. À, bây giờ chị ngồi xuống đứng dậy coi. Dạ, ngồi lâu thì đứng không được. À, bây giờ thì ngồi xuống đứng dậy thử được. Dạ, bây giờ tôi ngồi xuống tôi đứng lên thì tôi. Nhưng mà chị vẫn bị ngượng như thường. Dạ. Mọi người nhìn thấy ha, dạ. Là chị này chỉ ngồi xuống đứng dậy vẫn bị ngượng như thường. Nhưng mà buổi sáng này thì tôi bảo đảm mọi người chị sẽ ngồi xuống đứng dậy dễ dàng. Dạ. Dạ. Dễ dàng. Mà nhưng mà sau khi đau rồi nó giờ cái giò tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, yeah. Không có còn thấy là cảm thấy là nó ngượng nữa, yeah. Và tôi đi giờ gọi, nhưng có cái là đứng dậy ngồi xuống đó thì chưa thật sự là ngồi được, chầm ấm được, yeah. Nhưng mà bữa nay thì phải ngồi chầm ấm được, dạ, bữa nay gắng chầm ấm được, dạ. Rồi hôm qua tôi cũng mua hàng đá cái thầy vậy, yeah. Nhưng mà một cái nước nước từ từ tôi cũng dám bỏ lên mua đi, yeah. Một hôm sau cũng chiếm mà nước quạt đem lại để đổi rồi cái tôi lấy một cục à, một bên thì tôi làm bằng cái những cái quýt cái ba bốn cái quýt thay đấy, yeah. Cầm lại tôi bị nứa ở đây mày về tôi làm xong để mà tôi đã là 2 năm nay tôi không cũng trước hay sáng lại cũng sớm nhất là 2 sáng có khi là 4 giờ sáng luôn, yeah. À, thành ra tôi hôm đó tắt rồi là 10 giờ tôi bắt đầu đi lên nằm vì cái lát này qua cái phần nào là nhờ cái thầy Minh làm biết cái chân nó khỏe, thứ hai đó là hơi mệt, yeah. Tôi nằm tôi đắp rồi cái đi luôn còn thôi ngủ luôn chứ đừng có đi luôn nha, đời này đẹp lắm. Đi mày đi hết luôn mày quên trên trời này là đi đi luôn mà luôn biết ngủ thì dạ và tôi là xã sống bên thì từ giờ tôi kêu bà ra tôi tiết kiệm rồi cuộc sống này mới may này bà ba tôi tiết kiệm thì nếu ba tiết kiệm không cái này thì nữa này thôi xin cảm ơn bác. Nhưng mà về nhà có chia sẻ với ông xã thì đem ông xã ra ngồi huấn luyện thì với nghe là mình học thì mình phải thực hành. Thì Phượng có đưa ông xã ra làm và nói là thôi hai đứa mình làm với nhau đi để cho mình biết, em chỉ cho anh chỉ cho em. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng đắp đá cho ông xã thì ông xã cũng một giấc ngủ rất là ngon và hỏi sáng nay anh thấy sao, ồ đã quá đã, vậy thì tối nay đắp đá nữa nha. Dạ xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn tất cả. Cặp đá Diệu Kỳ đã xuất hiện tại là Sydney. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.